Xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VCT Việt Nam. Ngày hôm nay hãy cùng em Vân Anh khám phá xem căn hộ studio là gì và một ví dụ căn hộ studio ở VCT. Chỉ căn hộ có diện tích trong khoảng từ 20 đến 60 mét vuông mà chúng ta không phân chia ra những cái không gian để sinh hoạt. Các không gian bếp, không gian phòng ngủ và không gian của phòng khách sẽ được nối liền mà không có những vách ngăn. Ưu điểm của căn hộ studio là gì? Ưu điểm của căn hộ studio đó là thường được xây dựng ở trung tâm thành phố để thuận tiện cho việc đi lại, học hành, vui chơi. Mọi nhu cầu sinh hoạt đều dàn trải trong căn phòng nhỏ nên bạn có thể với lấy được bất kỳ những gì trong tầm tay. Không gian nhỏ này cũng giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian lau chùi, dọn dẹp, năng lượng chiếu sáng, điều hòa và đặc biệt là chi phí thuê căn hộ studio sẽ thấp hơn chi phí để thuê những căn hộ khác đấy ạ. Nhưng mà vậy thì cũng sẽ có những nhược điểm đúng không ạ? Và nhược điểm của căn hộ studio đó là với những người độc thân thì sẽ phù hợp, còn với những gia đình mà có nhiều thành viên hay là cặp vợ chồng và con nhỏ thì không gian sinh hoạt mà của studio thì chắc chắn là sẽ hơi nhỏ hẹp hơn so với mong muốn của mọi người. Và chúng ta cũng mong muốn là có một cái không gian riêng tư, nên là cái studio thì nó chỉ là cái không gian chung thôi, sẽ không đáp ứng được điều đó. Vậy thì căn hộ studio trong hệ thống của Big City có rất nhiều ở những cái khu vực khác nhau và cũng có rất là nhiều những loại phòng khác nhau, đáp ứng đầy đủ các tiện nghi, tiện ích, rất là phù hợp cho các anh chị đến để thuê trọ, sinh viên hoặc là người đi làm đang sống độc thân. Đây là những cái thông tin mà em Vân Anh đang muốn gửi đến các anh chị. Nếu các anh chị muốn tìm thuê căn hộ studio, hãy liên lạc ngay với fanpage của Big City Việt Nam để đội ngũ Big City có thể cung cấp cho các anh chị những hình ảnh và thông tin về những căn hộ studio nhé. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe video này. Xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo và đừng quên like và share video này nhé.